Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hồ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Mind Play World Band tiếp nào. Thì nói chung là Đại Đô đã bị công phá rồi các bạn. Và bây giờ thì có vẻ như là phe hiệp sĩ đang thất thế. Không giảng hòa sớm thì có thể là mình... Để coi. Thì phe hiệp sĩ có thể bị diệt hoặc là bị suy yếu. Để coi nào, có đứa nào tới không? Thằng kia có chịu ra đánh hay không hay gì đó? Chắc là không rồi. Thật ra giờ tụi nông dân cũng chả hèm tới cái thành này nữa đâu, cho nên là chịu thôi. À, không bao giờ nữa rồi thôi, vậy thằng này nó nhát quá, nó không dám ra. Nó 31 lính thấy mình, 24 lính mình không dám ra đánh. Rồi vậy mình phải chịu khó chạy qua khu này rồi. Chung là nó khá là kỹ tính đấy, nhưng mà nó như vậy thì khổ cho mình. Không có cái đơn vị nào cần lên cấp cả. Quýnh mấy thằng này giờ không được gì, chả muốn đánh. Thương đội đầu lĩnh là mấy ông thương nhân đó mà. Đây, phóng thẳng tới đây vậy. Mình không muốn đi đốt làng của người ta ra thôi nha các bạn. Nhưng mà của mình là giờ mình đang luyện cái đường Aki. Ở đây không có tướng. Rồi để coi nào. Chào đồng chí, chào đồng chí. Rồi đồng chí chạy đi đâu? Trời ơi. Lại đây anh em giao lưu tí. Ông này như bữa mình thả nè. Giao lưu tí mà làm căng thế. Map này hơi xấu. Cây cối nhiều quá. Mà thanh niên cũng lạ, hiệp sĩ mà toàn xài lính của Viking không. À, không có, tại tối quá nhìn nhầm nó vẫn xài lính hiệp sĩ đó. Chẳng qua tại mấy thằng đó nó bận cái bộ đồ màu cam ấy, rồi là một bộ đồ màu xám á, mình làm mình nhìn nhầm. Lính nỏ không vậy, ra chiến trường là chết. Lính nỏ này là đi thủ thành thôi. Mấy thằng nông dân đôi khi nó bận đồ hơi giống giống nhau là mình dễ nhìn lộn nữa. Còn hai lính không biết sao nó lì thế. Chà, Honey kia chắc là tướng á, nó mới chịu trận được lâu tới mức đó. Cùng nhau vây đánh thế này thì nó chịu rồi. À, chính xác là tướng không, mình nói mà. Rồi, xong. Rồi, nó chạy rồi thôi. Cũng không dí làm gì. Nó lấy được có mấy cái cây này trả được nhiêu. Rồi, đây, tiếp tục, vô. Tiền cũng được chút đỉnh. Nông dân thì hơi ta không làm hại. À đây 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 đây, có một ông đây. À ông này hình như là tướng Viking mà quy hàng hiệp sĩ nè. Là nó lên cái hình này là tướng Viking các bạn ạ. Rồi đây. Chính xác luôn, toàn bộ binh không này. Có đúng một con ngựa là ông tướng thôi. Ây da. Ây da. Tướng giỏi. Nhưng mà nó gục rồi. Ây da. Mấy thằng này nó, mấy thằng Viking nó quýnh đau lắm. Cái mà áp sát vô đánh mà.
quay đầu chạy rồi. Viking chỉ mạnh chỉ đổ bộ hay là đánh ven sông ven biển thôi. Vô khúc này Viking cũng thường. Tại đánh cái này là phải đánh giải chiến. Nhưng mà Viking nó đánh giải chiến ngon mà với điều kiện là dạng như nó đổ bộ đánh tập kích bất ngờ á. Chứ mà Viking mà đụng chỉ binh thì Viking cũng đi. Viking nhà lì đấy. Tại giáp nó trâu thôi. Rồi xong. Viking này hàng hiệp sĩ được bao nhiêu tức vị ba tước luôn chứ. Cũng khá. Cây này mình bắt đầu xài được rồi nhưng mà mình không muốn xài. Rồi xong, ở đây tương đối đông nè, để mình vây cái thành này bắt cái vụ nó ra đánh. Đúng rồi đấy, 24 đấu 1%, trận này 1-4, 2. Đó quýnh như vậy mới được nổi tiếng các bạn. Rồi anh em bình tĩnh, dàn ngang ra đã. Ây da, vượt sông à. Hơi dở đấy. Rồi xa. Không được. Đánh mấy con kỵ binh này hơi khó nha. À ông này rất ngựa nè. Tưởng nó đông mà nó ra nó bắt nạt mình. Nó tối hơi khó đánh. Bữa nay tự nhiên vô đánh trận buổi tối không. Được quậy ta. Rồi xong. Chơi quát là gục mạnh nhờ ấy. Nó bao dây, nó bao dây đây, để tôi phụ một tay. Đánh quá đây, mấy thằng này bài đạp xả cho đi hết, bắt nạt lính của mình là đâu có được. Ủa giá này chết nhiều thế. Đông quá à. Nhưng mà toàn nông dân. Để coi nào. Mà này phải để cho nó chạy khá là nhiều ấy. Tại vì mình không có đủ lực lượng để mà truy kích. Nó chạy hầu như là phải đi ra lem đi đánh thằng đang đánh đó chứ, mà dí vào nó thì nhiều khi lực lượng mình lại bị phân tán. À hờ, quên hết rồi. Bắn được có một phát à, cái này để dành khi mà mình đang leo thôi. Giỡn với mình mà được. Trời. Rồi thắng rồi các bạn. Tưởng có 100 lính mà bài đặt láo hả. 2 chết 4 bị thương thôi cũng được. Trời, 3 chết chứ. 2 hay 3 ta. Nãy mình không nhớ có 25 hay 24 lính thôi mà kệ cũng được. Trận này toàn lính bèo không, không lấy được đồ ngon. Quýnh ông tướng và kia kia cả đống đồ. Rồi thôi lúc lui vậy.
Giờ thì mình có chỗ buôn bán rồi, Luther người ta không thèm đánh. Rồi đi đường dưới cũng được. Một cái làng của mình bị cướp mà thôi kệ, nó không phải là làng của mình là được rồi. Rồi ok, chúng ta đi tiếp nào. Wow, à, hấp dẫn đấy. Nhưng mà giờ quýnh trận này thì lại lỗ. Mình đang không cần đánh. Qua nếu vậy chạy về đây mình bán đồ quá đã. Vụ nó dí mình. Rồi không sao hết, bất quá là quýnh trận thôi, gì đâu. Nhào vô. Mấy thằng này không có tuổi đấu với mình. Hụt. Hụt. Rồi, nhào vô cưng. Nhào vô đây. Khả năng phóng của mình là đã được nâng cấp rồi. Tạp cho cái. Rồi sống có 3 thằng đó mà. Có gì đâu căng. À, ở đây đang có giải đấu à. Thằng này thì ta không cần. Mướn nó tốn lắm. À mà hay quá, lâu rồi ta không tìm được chỗ có giải đấu các bạn. Tội dạ gì không vô thi triển vài đường cho bà con nể mặt chứ. Đang có tiền ở đây. Lâu lắm rồi mới trở lại giải đấu các bạn ạ. Rồi đây đặt cược vô. Chỗ này đấu ngựa. À, chỗ này là đấu trên lưng ngựa mà là dùng vũ khí cận chiến đúng kiểu mấy ông hiệp sĩ nè. Cầm cây này ngọn ngựa quýnh nó không ngon lắm. Rồi xuống ngựa, xuống ngựa. Võ nghệ cao cường nhưng mà cũng tầm thường. Rồi xuống ngựa luôn, không thèm ngồi ngựa đánh. À giờ mình thành đánh một tay rồi mà vẫn thích đứng dưới đất đánh đánh hơn. Chà, nó lợi dụng nó ủi không. Ai dạ, ôi dạ, võ công lợi hại. Rồi thôi nó giành với mình thì kệ nó. Vì trình độ mình lên tới điểm 5 điểm rồi, đâu phải đùa đâu. Ngồi đó, đứng dưới đất quýnh nó lẹ hơn. Cái con ngựa kia nó phá đám. Ê, còn có 3 đứa luôn hả? Rồi cưỡi ngựa kiểu gì cũng dính, tại chỗ này nó hơi chật. Thế là xong. Hơi cay mấy con ngựa, xíu nãy nó ủi mình phát. Rồi khoan, xuống ngựa đi. Thành này thì nó đánh bắt buộc phải ngồi ngựa, cho nên là mình lấy ngựa xong mình xuống. Quýnh rớt ngựa là thấy nó mất thế rồi. Cái kiếm dài thì nó ngon hơn cái kiếm ngắn, có điều là nó quýnh hơi chậm một tí. Nó nặng các bạn. Rồi giờ vô này là sở trường của mình. Chà, quýnh này là toàn trúng mấy con ngựa là chủ yếu.
Rồi, thanh niên màu xanh này giỏi đấy. Tôi xuống ngựa tôi chấp ông luôn đó. Nhào vô. Tạm cho cái. À, Ranton là chỗ nào ông đánh ngon thế. Rồi, vô. Đây, nhào vô. Xuống ngựa các bạn, đôi khi không cần phải ngồi ngựa đâu. Đấy, chúng ta canh đúng thế mà chúng ta chơi là ngon. Rồi, chắc xong rồi. Còn nữa hả? Vô tiếp, sợ gì? Mình nhắm con ngựa mình phang trước. Nó ngã ngựa là nó đi. Rồi, tôi xuống ngựa với ông luôn, nhào vô. Vậy đi đỡ mất thời gian. Võ công giỏi đấy, nhưng mà cũng chỉ tới mức này thôi. Rồi xong, được tí tiền, rồi ok mình biến. Rồi giờ mình mới đánh trận này được, đấy. Nhào vô, chấp luôn. 22 đấu 18, tôi chấp nhận kèo 1.6 này luôn. Anh em bình tĩnh, xung phong là phải có đội hình. Chỗ này cây nhiều thế. Chuẩn bị nha. Xa. Cũng toàn mấy thằng này thôi mà. Có gì lợi hại đâu chứ. Quả đó hên, nó đâm trúng là mình mệt. Nhưng mà xui cho nó là nó đâm hụt. Cũng toàn mấy thằng này, chủ yếu phe này nó toàn chơi mấy thằng dân quân này không. Cảm giác như nó hơi đuối các bạn. Không có tiền để duy trì những cái lực lượng mạnh á. Chưa gì đã bỏ chạy rồi. Cùng lắm là có thêm mấy thằng bắn nỏ, mà nỏ rồi đầu rồi cũng không ngon. Cũng chỉ tới mức này. Thôi còn thằng đó cho nó chạy đi khỏi mấy con dí mệt. À, thằng này hiệp sĩ ngon nè. Đúng rồi, là nó là meta mà chưa được cấp hiệp sĩ. Ngon đây mà không dính. Đúng là dính mà nó không gục. Đây, hãy xem đây. Dứt điểm. Thằng chị binh kia nó chạy rồi. Không quýnh nó ngã ngựa được, nó chạy dễ lắm. Ủa xong hết rồi hả? Rồi vậy quay đầu đánh tiếp. Mỗi đứa cho nó một phát là xong đó mà. À, sao? Ủa sao mình không dương nỏ lên bắn được ta? Thôi kệ, cũng không sao. Tưởng đông mà bài đã bắt nạt mình. Ồ, cái áo này ngon thế. Cũng chỉ được có một cái thôi. Vậy thì hơi ít.
Rồi thôi đứng lại, chạy đi đâu? Rồi đánh luôn, có biết là sao không? Không có tướng nó không dàn ngang đâu, nó nhào lên luôn á. Rồi nó cũng còn vài kỵ binh mà. Trời, để nó quất rớt ngựa, quả đó hơi dở. Ngày mà đặt chạy lung tung là dở, kỵ binh nó càng nát hết. Nhìn như là thợ rèn được đã đưa ra chiến trường. Thế là xong. Rồi được đồ ngon nè. Hên. Lần này nó lại sổ đồ ngon. Tất nhiên là được vài món thôi nhưng mà cũng được. Cái gì đây? À rồi ok, vua của mình lấy luôn cái thành lớn. Cũng đúng thôi, ổng phải lấy cái thành, mấy cái thành chiến lược này chứ, mấy cái nhỏ nhỏ mới đưa cho cấp dưới như mình. Mình thì đất nhiều rồi. Thành ra của ông đòi ổng ban đất cho gì được. Mà đất của mình là mình tự chiếm, còn đất của ông kia là đánh theo hội đồng có được. Rồi xong, giờ lính mình về cũng đầy rồi. Đây tới nơi bắn. Rồi để coi nè, hai cái lâu đài đương nhiên không cho thu nhập. Cái này mới chiếm mà tiền cho không nhiều. Nó trừ của mình khá ác nhưng mà cũng được các bạn. Ít nhất thì lần này mình cũng còn dư ra một khoản tiền khá khá. Cái làng này nó nghèo quá nghèo luôn. Horseman à, ok. Thì cũng không đông lắm, bổ sung lại cho đủ số lượng thôi. Rồi thôi, xúc xích nhiều vậy là cũng đỡ lo rồi. Nó ăn không có nhiêu cả, ta có hai mươi mấy người à. Rồi đây, nhào vô, 39 lính lần này dở rồi mà nó chạy, đang chạy lẹ quá. Diêm kịp. À mà nó đông đấy. Khoan đã. Giả bộ tấn công ép nó ra đánh. À không, nó lại không ngu các bạn. Thằng này nó thấy có đồng đội mình ở ngoài, nó không dám ra. Hoặc là cũng có thể là nó sợ cái uy danh của mình. Quân đang lên à. Khoan đã, thử vây coi nó chịu ra không. À, hang này kiểu gì nó cũng bỏ đi thôi. Hang này đi cái nó ra liền mà. Chưa biết ngay mà. Cho em chịu khó đợi một tí. Trời 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 trời. Xui vậy. Rồi qua bên này nè anh em. Cha bên sườn rồi. Rồi lên. Ánh mặt trời đang chiếu vào mặt mình nữa, hơi dở. Bắn đi đâu vậy? Tôi đứng đây cơ mà mấy ông. Quả vừa rồi lại chém đúng cái thiên của nó. Rồi gục rồi thôi. Vậy cũng mừng rồi. Đấy, cứ nhào vô mà đánh. Đấy.
Đấy, tốt rồi, vô. Toàn là lính băng đỏ, toàn là dân quân thì chơi với ai. Chạy đi đâu. Chà, cái này leo lên hơi lâu. Cái map này nó vô tình nó thiết kế cái này làm khổ mình ghê. Đúng kiểu mình là kỵ binh á, mình không quen đánh ở những cái khu này. Map mình là phải chơi cái kiểu mà địa hình thoáng cơ. Chứ địa hình vậy là dở rồi. À, quả đó nó rất ngựa chắc rồi. Địa hình có nguyên cái rãnh nước kiểu này nó là gây khó cho mình lúc mà xung phong. Mình đứng tại chỗ đánh không được, các bạn map rộng quá. Map này giờ phải di chuyển. Ê, nguy hiểm, nguy hiểm. Tướng nó chưa gục. À, tướng này của nó cũng chả ngon. Này thì bắn này. Vô tình quân ta lại cản quân mình. Rồi, tướng nó gục rồi. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Hiệp sĩ này nó giỏi đấy. Nó vừa đỡ được đòn tấn công của mình, nó vừa phản đòn luôn chứ. Thằng này đâu, thằng này mới mang đam mà chưa lên cấp vua cấp kia. Mà tính ra phe này là phe hiệp sĩ mà mình thấy rất ít hiệp sĩ nha. Thằng đó tưởng gì nó quýnh được mình cái nó mở đường nó chạy. Nó ra là quýnh để chạy chứ không phải là quýnh để mà đánh thắng. Rồi, như còn đúng nữa. Rồi thôi, cố lên anh trai. Vô đi anh trai. Rồi xong, biết ngay thằng đó là Man at Arms mà, chứ nó không nó đâu có được vậy mức đó. Rồi xong. Hai tướng mà cũng chả thấy có gì đáng nói. Mấy em tí nữa là lại ăn cái phần cái còn nguyên rồi. Tiếc là mấy cái cây này có xịn hơn chút thôi, nhưng mà cũng là cây thường. Tiền nhiều thôi. Rồi. Chạy đi đâu. Quân mình ít đó, nó không có sợ, ra là nó cứ bật lại mình thôi các bạn. Kỵ binh để quân mình nó đánh. Mình đánh mấy thằng bắn tầm xa này trước. Tại mình là không chuyên kỵ đấu kỵ mà mình chuyên kỵ đấu bộ. Chà. Ủa, nó dùng thương nó chặn đội tấn công của mình ngay đầu. Cầm thương mà ngon à. Không, nó cầm cái thương đó nó chặn mình được hai đợt xung phong của mình là ngon, nó giỏi đấy. Tiếc là nó cũng chỉ tới đó mà thôi. Ủa sao nó cũng là lính tầm xa, chẳng qua là trang bị thêm cái thương. Lính tầm xa mà trang bị thêm cái thương thì cũng vậy thôi. Cùng lắm là chặn được một đợt tấn công của kỵ binh là cùng. Cái này hên lắm thì được hai phát. Thành này tại vì không à, này nãy vô rồi. Đây, đồ mình bán cho nó còn ở đây luôn á. À, đi hết rồi, chắc là nó xử lý xong rồi. Rồi ok, nhất thì bữa nay mình có thể tự hào nói các bạn là mình không còn nợ lương nữa các bạn ạ. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.